Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Đài. Tử vi năm 2020 của tuổi Bính Tý, đối với người còn đi học thì bạn sẽ có được kết quả và sẽ cải thiện rất nhiều. Những người đang đi làm công ăn lương thì sẽ làm việc chăm chỉ do công ty của họ và đạt được kết quả tốt sẽ được khen ngợi. Bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên của bạn, có thể có cơ hội thăng tiến và tăng lương. Trong quan hệ thì bạn bè cố gắng tránh khi tình bạn chia tay vì tiền. Hãy chú ý hơn đến các chi tiết về ký kết các hợp đồng. Người tuổi Tý sinh năm 1996, nạp âm ngũ hành là Giản Hạ Thủy, thường là người nhanh nhẹn, mưu trí. Mệnh chủ năm nay sẽ có chút thu hoạch, càng về cuối năm thì sẽ càng hưng vượng. Nạp âm ngũ hành của năm Canh Tý là Bích Thượng Thổ, thủy khí khắc thổ khí cho mệnh chủ tuổi Bính Tý trong năm nay sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hoặc là làm ăn. Mặc dù áp lực công việc rất lớn và chắc chắn sẽ gặp phải nhiều thị phi, điều tiếng, nhưng kết quả thu về cũng sẽ vô cùng tốt đẹp, phù hợp với công sức mà mệnh chủ đã phải bỏ qua trong thời gian sắp tới. Bính Dương Hỏa gặp Canh Dương Kim là thiên tài, nghĩa là bị căn khắc, đại diện cho tài lộc, sản nghiệp, cẩn thận vợ chồng tranh chấp cãi vã. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tý nên cần chú ý đến chuyện tranh cãi và tranh chấp trong gia đình bởi những việc nhỏ do cách xử lý chưa thực sự khéo léo nên dẫn đến bất đồng trong gia đình. Chính vì thế mà lời khuyên từ thầy Gia Cát cho những gia chủ tuổi Bính Tý đó chính là hãy hòa nhã và khôn khéo hơn trong cách cư xử và xử lý công việc. Mọi chuyện nên giải quyết trong êm đẹp. Tổng quan vận hạn của tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm Canh Tý. Tuổi Bính Tý nam mạng trong năm 2020 gặp sao Kế Đô chiếu mạng. Sao Kế Đô là sao tam cửu khắc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên nữ giới cần phải kiên kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không lo lắng quá. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại may mắn tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nam mạng, gặp hạn địa võng. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng, gặp hạn địa võng. Hạn địa võng thì thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, thân Tý, thìn, hóa thủy vào các tháng thìn, thân, dậu, hợi, Tý. Tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi thìn sẽ chọn ngày hoặc giờ là thân, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi thân sẽ chọn ngày giờ là thìn. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, bính hợp với tân hóa thủy vào những tháng thìn, tỵ, mùi, thân, dậu, hợi, tý, tức là các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là tân, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi tân như là tân dậu 1981, tân mùi 1991, tân tỵ 2001, tân hợi 1971, tân sửu 1961. Tuổi thiên lộc. Thiên lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ vợ con. Tuổi thiên lộc của Bính Tý sinh năm 1996 sẽ là tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: tân tỵ 2001, quý tỵ 1953, ất tỵ 1965, đinh tỵ 1977, kỷ tỵ 1989.
tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Bính Tý sinh năm 96 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Bính Tý 1996 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969. Do Tý Ngọ là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Ngọ. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Tý Sửu thuộc bộ lục hợp nên việc lựa chọn tuổi những mệnh chủ tuổi Mùi trong trường hợp này sẽ rất là cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Bính Tý 1996 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất đó là Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến Kim Lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 25 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay thì trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Bính Tý sinh năm 1996 sẽ là 25 tuổi nên không phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét về tam tai thì tuổi Bính Tý nam mạng sẽ cần tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 Canh Tý này, theo cách tính thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới thì gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 nam mạnh sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí tương hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Với nam mạng Bính Tý sinh năm 96 sẽ thuộc cung Tốn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Duyên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Bính Tý sinh năm 1996 cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Duyên Niên, hướng Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là hướng Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng.
Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại Đông Bắc, tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là Khôn. Phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán thải tán lộc, tổn hại nhân định. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là Đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái lạc hạ, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà các gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương đó là loài cây thu hút tiền tài, có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất.
Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Kích hoạt tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh. Các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.